Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Đam Mê Cá Vàng. Hôm nay là một chủ đề mà mình dành riêng cho các bạn mà mới nuôi cá vàng hoặc là các bạn đang có suy nghĩ đến chuyện mà muốn nuôi một hồ cá vàng. Đó là cách phân biệt một chú cá khỏe. Cách đây không lâu thì mình đã có làm một video về một chủ đề gọi là cách chọn cá vàng ở tiệm cá cảnh. Thì mình có để link ở phía bên tay phải ở trên, các bạn có thể click vào link để xem chi tiết nha. Nhưng mà sau khi mà làm video đó thì tới bây giờ mình cảm thấy là video đó vẫn chưa có đủ, vậy nên rằng muốn bổ sung kiến thức cho các bạn về cách chọn cá ở tiệm cá cảnh và cách phân biệt các chú cá khỏe là như thế nào, thì hôm nay thì mình sẽ làm tiếp video đó phần 2, đó là cách phân biệt chú cá khỏe ở tiệm cá hoặc là có thể gọi là cách chọn cá vàng ở tiệm cá phần 2 ha. Trước khi xem tiếp video thì các bạn nào mà chưa đăng ký kênh của Đam Mê Cá Vàng thì các bạn có thể nhấn nút subscribe và nút chuông để nhận thông báo khi mà Đam Mê Cá Vàng có video mới ha. Ngoài ra thì mình còn chia sẻ các tin tức nè, blog về cá vàng qua trang web damecavang.com hoặc là Facebook và Instagram có cùng tên là Đam Mê Cá Vàng, thì các bạn có thể theo dõi thông qua các kênh trên ha. Và Đam Mê Cá Vàng còn cung cấp các sản phẩm chăm sóc cá vàng như là cá micro nè, trùng huyết nè và rất là nhiều sản phẩm khác trên Shopee. Các bạn chỉ cần tìm shop với từ khóa là Đam Mê Cá Vàng là sẽ ra. Bây giờ thì mời các bạn xem tiếp video thôi. Mình chắc chắn là ở trên kênh của mình có rất là nhiều bạn rất là muốn nuôi cá vàng, nhưng mà các bạn rất là băn khoăn và lo lắng là không biết là làm thế nào để chọn một chú cá khỏe, dựa vào những tiêu chí nào để chọn một chú cá khỏe. Vậy thì tiêu chí để mà chọn một chú cá khỏe thai như thế nào, thì sau đây Đam Mê Cá Vàng sẽ giới thiệu với các bạn một số điều cơ bản và quan trọng nhất để cho các bạn kiểm tra xem là tình trạng sức khỏe của chú cá nó đang trong tình trạng như thế nào ha. Đầu tiên, điều mà mình muốn nói đến đầu tiên đó là vây lưng trên chú cá có căng hay không. Nói đến cái tiêu chí là đánh giá mức độ sức khỏe mạnh của một con cá cá vàng á, thì rõ ràng nhất định là bạn phải kể đến đó là vây lưng. Khi một chú cá không có khỏe, đang có vấn đề về thể trạng sức khỏe thì vây lưng của nó sẽ gấp lại, và một chú cá mà bạn thấy là nó bơi lòng vòng tung tăng với một cái vây lưng căng, đó là một bằng chứng cho việc mà cá vàng đang trong một cái tình trạng sức khỏe tốt. Trong nhiều trường hợp, nếu mà vây lưng ở trạng thái dựng đứng á, các bạn thấy là có nhiều chú cá là vây lưng nó dựng đứng lên và nó chìm ở dưới đáy nằm im hoặc là di chuyển rất là chậm, thì thật ra đó là trạng thái là cá đang ngủ. Nên là bạn phải thật sự chú ý và quan sát cá, phải có những điểm đó là cá bơi lòng vòng linh hoạt và vây lưng phải dựng đứng. Mặt khác, ngược lại, khi mà bạn quan sát thấy cá di chuyển chậm, vây lưng bị gập lại, thì cái trạng thái sức khỏe này gọi là cá đang trong trạng thái sức khỏe không tốt. Và đối với các bạn mà đang nuôi cá mà thấy cá của mình có cái tình trạng như vậy á, thì bạn cũng nên ngay lập tức cách ly và điều trị cho chúng. Đối với cá vàng bị bệnh á, ở cái giai đoạn đầu á, thì cơ bản nhất thì các bạn chỉ cho nó nhịn ăn khoảng 4-5 ngày và tắm nước muối là sẽ có hiệu quả thôi. Điều thứ hai đó là kiểm tra vây cá vàng có bị rách hay không. Khi mà bạn quan sát cá vàng á, là vây cá là một yếu tố quan trọng tiếp theo để mà bạn đánh giá sức khỏe của cá. Bạn cứ tưởng tượng nha, nếu mà chúng ta nuôi một chú cá một ngày đẹp trời, bạn thấy là cái vây của cá bị rách thì bạn sẽ lo lắng đúng không? Thì đối với các bạn mà chuẩn bị mua cá thì đây là một dấu hiệu chứng tỏ rằng cá đang mắc bệnh về đuôi, về vây và cái hệ miễn dịch của cá đang bị suy yếu, suy giảm. Thực tế á, thì cá vàng nó sẽ không có mất quá nhiều thời gian để mà tạo lại vây đâu. Nhưng mà một chú cá khỏe mạnh thì có thể phục hồi trong vòng một tuần. Tuy nhiên, nếu mà chú cá đó đang trong cái tình trạng mà cái sức khỏe của cá bị phá vỡ quá lâu, cá bị vừa bị bệnh vừa bị stress á, thì có thể rất là chậm hồi phục hoặc là tệ hơn đó là không hồi phục luôn. Đó là lý do mà nhiều bạn vừa mới mua cá ở tiệm cá cảnh về được 1-2 ngày, một ngày đến ngày hôm sau là thấy cá có những cái biến chứng rất là lạ, là do ở tiệm cá cảnh nó với một cái số lượng cá quá đông thì người ta không thể nào quản lý được nước sủi hết và không có phát hiện được chú cá nó bị bệnh để mà chữa trị, khiến cho cá bị bệnh lâu ngày. Cái sự lâu ngày đó đã phá vỡ cái thể trạng sức khỏe của cá, và khi mà bạn mang cá về như vậy, cá vàng nó sẽ bị thay đổi môi trường, từ môi trường này, từ môi trường đang sống tới môi trường của bạn nuôi hiện tại á, thì nó sẽ dẫn đến stress và sẽ chết ngay sau khi bạn mua cá về.
Ngoài ra thì cho dù là các bạn quan sát là thấy cái bề mặt của cơ thể của cá không có một biểu hiện gì cả, nhưng mà cũng có thể nha, cái này là cũng có thể thôi, đó là cá bị bệnh nội tạng. Vì vậy thì bạn cũng cần quan sát kỹ lưỡng hơn, như là tiếp theo mình sẽ chia sẻ. Đó là bạn sẽ quan sát xem rằng cá nó có tích cực bơi hay không. Một con cá vàng mà nó ít di chuyển hoặc nó chìm xuống đáy thì chắc chắn là chú cá đó đang bị bệnh. Điều này là do trường hợp là cái thể lực để mà tích cực vận động của cá nó bị mất đi, vì vậy thì khiến cho cá nó lờ đờ, nó không có di chuyển nhiều như vậy. Và thỉnh thoảng á, có những cái chú cá vàng khi mà bạn mới mua về, bạn để vào trong bể cá mới á, và bạn thấy rằng nó không có di chuyển, thì bởi vì á ở cái giai đoạn đó là do cá mới thay đổi môi trường nên là nó sẽ không di chuyển, bởi vì nó bị stress, bị căng thẳng do mới thay đổi môi trường, nên là nó cần một khoảng thời gian để mà quen với cái việc môi trường mới. Do đó thì khi mà bạn mới mua cá về, bạn thả cá vào trong hồ của bạn mà bạn thấy rằng nó không có di chuyển á, thì bạn đừng có cố gắng làm mọi thứ cho nó bơi, như là lấy tay chạm vào người nó hoặc là đập kính này nọ cho nó bơi, bởi vì khi mà bạn càng làm như vậy á thì cá nó sẽ càng bị stress, nên là bạn nên chú ý và hạn chế điều này nha. Trên thực tế á, thì cho đến lúc mà cá thích nghi với môi trường mới á, thì cũng có trường hợp là cá sẽ bị chết đột ngột. Bởi vì cá vàng á, nó là một cái loại cá gọi là khá nhạy cảm, nên là bạn phải chú ý điều này. Trong trong trường hợp mà làm thế nào để bạn có thể chọn một cái chú cá để mà hạn chế được cái việc stress cho nó, đó là khi mà bạn chọn mua cá thì bạn nên chọn mua những chú cá mà thân thiện với người, không có một cảm giác căng thẳng khi mà nhìn thấy dáng người. Có nghĩa là có rất là nhiều chú cá khi mà nhìn thấy có bóng dáng người thì sẽ căng thẳng, sẽ gọi là bơi trốn vào góc hay gì đó, nhưng mà những chú cá mà ít bị stress á thì sẽ không có những cái gọi là phản ứng như vậy, như là chạy trốn hoặc chạy loạn xạ hoặc là đi trốn, đi núp vào một nơi nào đó. Thì bạn nên chú ý chọn những cái chú cá không có sợ người, không có sợ khi mà nhìn thấy bóng dáng của người. Nhưng mà sau khi mà bạn mua được chú cá đó về rồi thì cũng có trường hợp mình cũng lo lắng là cá nó sẽ thay đổi môi trường, nên là không biết nó có sao hay không. Do đó thì mới mua về thì bạn sẽ không có cho ăn liền, mà khoảng bạn sẽ cho nhịn ăn khoảng 3 ngày sau thì mới cho nó ăn. Thì về cách xử lý khi mà mới mua cá về nhà, mình cũng đã từng làm một video đã chia sẻ với các bạn rồi, thì mình sẽ để link ở bên phía bên tay phải ha, ở phía trên thì các bạn có thể click vào link để mà xem chi tiết. Tiếp theo nữa đó là bạn sẽ quan sát cách bài tiết của cá, cách ra phân của cá. Thì nói đến cá vàng á, thì nói về phân thì nó sẽ ngắn gọn là như vậy. Nếu mà phân dài á, phân dài thì có nghĩa là đó là một bằng chứng của cá bị táo bón hoặc khó tiêu. Về màu của phân cá vàng, nếu mà màu trắng hoặc là trắng đục là biểu hiện mà cá bị bệnh tiêu chảy và cần được cho cá nhịn ăn. Và cái chứng khó tiêu của cá nó được chữa khỏi là nhờ khả năng chữa bệnh tự nhiên của cá vàng. Vì vậy khi mà thấy mà cá vàng bài tiết như là khó khăn, như kiểu là phân dài hoặc là màu phân kỳ lạ, màu phân trắng trắng đục, thì lúc này bạn nên cho cá nghỉ ngơi và nhịn ăn trong một khoảng thời gian khoảng 1 tuần. Tiêu chí tiếp theo nữa đó là bạn sẽ kiểm tra xem là cá có hoảng sợ hay không. Có nghĩa là cá sẽ hoảng sợ quá mức cần thiết khi mà nhìn thấy bóng người. Mới nãy mình cũng có nói đó là cá đi tìm chỗ trốn chẳng hạn, thì đây cũng là một cái đặc điểm nói lên là cái chất lượng nước kém hoặc là cá đang bị bệnh. Với các bạn mà đang nuôi cá vàng mà gặp phải tình trạng như vậy á, tức là bình thường khi mà bạn xuất hiện, bạn đến đúng không? Thì cá nó sẽ bơi lại để mà bạn cho ăn. Ví dụ như là ở hồ cá của mình nuôi chẳng hạn, khi mà có người á thì cá nó sẽ bơi lại ở cái chỗ mà có bóng người để mà người cho ăn. Nhưng mà nếu mà bạn đột nhiên phát hiện có một bé chạy trốn hoặc là không có chạy lại chỗ bạn như bình thường á, thì đó là dấu hiệu bạn cần phải xem lại chất lượng nước và thay nước sạch cho cá.
Vậy là mình đã chia sẻ xong các điểm để mà các bạn phân biệt một chú cá khỏe là như thế nào. Trong quá trình tư vấn, mình nhận được rất là nhiều tin nhắn chia sẻ rằng các bạn mới mua cá về được 1-2 ngày là cá đã bị bệnh rồi chết. Thật ra thì các bạn mua cá ngoài tiệm cá cảnh do số lượng rất là đông, rất là khó để chủ tiệm có thể kiểm soát được sức khỏe của cá, do đó bạn cần phải chú ý các đặc điểm để chọn lựa một chú cá khỏe. Ngoài ra, để an toàn nhất thì mình khuyên các bạn nên mua cá ở những người bán, những shop có uy tín, có thể đảm bảo và chăm về việc chăm sóc cá kỹ càng và hướng dẫn hỗ trợ các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Mình hy vọng rằng video này sẽ mang lại hữu ích với các bạn đang và yêu thích cá vàng nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.